À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các bạn học sinh đến với môn tiếng Việt lớp 5. Cô là Phạm Thị Hoài Thu. Các con thân mến, hôm nay cô trò mình sẽ đến với tiết chính tả bài Cô gái của tương lai. Hoàn thành tiết học, các con sẽ đạt được 3 mục tiêu. 1. Nghe viết đúng chính tả bài Cô gái của tương lai. 2. Tiếp tục luyện tập viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, biết một số huân chương của nước ta. 3. Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối, nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng. Nào, cô trò mình cùng bắt đầu. Đây chính là nội dung các con cần nghe viết hôm nay. Mời các con hãy lắng nghe cô đọc bài. Cô gái của tương lai. Qua một cuộc thi trên mạng Internet, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên Thế giới năm 2000, tổ chức tại Australia. Em đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. Theo Hoàng Duy. Các con vừa được lắng nghe bài đọc Cô gái của tương lai. Theo các con, trong bài đọc Cô gái của tương lai là ai? Chúng mình đều đoán ra được, đó chính là cô bé Lan Anh 15 tuổi. Tuy nhiên, tại sao Lan Anh được gọi là mẫu người của tương lai nhỉ? Chỉ cần đọc kỹ, chắc hẳn các con sẽ tìm ra được câu trả lời bằng cách lựa chọn một trong ba phương án. Phương án A, Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh. Phương án B, Lan Anh được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên Thế giới năm 2000. Và phương án C, cả đáp án A và B đều đúng. Các con đã có lựa chọn của riêng mình chưa? Và đáp án đúng chính là phương án C. Lan Anh được gọi là mẫu người của tương lai bởi lẽ Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, bạn được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên Thế giới năm 2000. Bạn đã tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. Các con thấy đấy, Lan Anh đúng là một cô gái giỏi giang khiến gia đình, xã hội tự hào về cô gái này. Đây cũng là một tấm gương cho học sinh các con noi theo. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nội dung của bài chính tả. Trong bài cũng xuất hiện một số những từ sai, dễ viết nhầm. Nghị viện Thanh niên Thế giới, Lan Anh, tiếng Anh, Internet, Australia. Các con thấy trong bài viết xuất hiện hai tên nước ngoài được phiên âm sang tiếng Việt có dấu gạch nối. Chúng ta lưu ý, bộ phận tạo thành tên riêng nước ngoài, từ mượn gồm nhiều tiếng thì cần có các dấu gạch nối giữa những tiếng và chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng ở sau dấu gạch nối thì không viết hoa. Các con nhớ viết riêng những từ này ra nhé trước khi tiến hành nghe viết nhé. Vẫn theo như thường lệ, trước khi các con bắt tay vào viết bài, cô vẫn có những lưu ý. Về tư thế ngồi, chúng mình cần ngồi thẳng, mắt cách mặt bàn từ 25 đến 30cm, cầm bút bằng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, ngón giữa đỡ bút. Trình bày bài, lùi một ô viết thứ, ngày, tháng, năm, lùi bốn ô viết chính tả, lùi ba ô viết tên bài, cô gái của tương lai. Và chúng ta sẽ lùi vào một ô để bắt đầu viết nội dung bài. Nào,
các con hãy dừng màn hình, sau đó nhờ người thân đọc để viết bài nhé. Các con đã viết xong chưa? Cô tin rằng các con đều đã viết bài thật là đúng chính tả và sạch đẹp nữa. Như chúng ta đã thấy, cô trò mình đang làm quen với các bài học thuộc chủ điểm nam và nữ. Những bài học đều nói lên sự bình đẳng giữa nam và nữ. Nói đến mưu trí, khỏe mạnh, cầm quân ra trận, chắc trong số chúng ta có nhiều bạn nghĩ ngay đến những người đàn ông. Tuy nhiên, hôm nay cô muốn giới thiệu với các con những vị nữ tướng tài giỏi. Đây chính là bức tranh chân dung bà Triệu. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cách đây 1770 năm, vào năm 248, đã nổ ra một cuộc khởi nghĩa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và tác dụng lớn lao. Đó là cuộc khởi nghĩa chống lại sự xâm lược của nhà Đông Ngô do người con gái họ Triệu, Triệu Thị Trinh, ở vùng đất Cửu Chân, thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày nay trực tiếp lãnh đạo. Kết quả của cuộc khởi nghĩa này đã có ảnh hưởng lan rộng trong cả Giao Châu, thúc đẩy tinh thần phản kháng của cả dân tộc và thực sự đã làm thức tỉnh nhân dân cả nước, tạo ra những bước chuyển biến mới trong nhận thức, tư tưởng và hình thái đấu tranh giải phóng dân tộc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Và đây là hình ảnh tranh vẽ hai bà Trưng cầm quân ra trận. Hai bà Trưng là tên chỉ chung hai người chị em Trưng Chắc và Trưng Nghị, hai người anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai bà được biết đến như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của nhà Hán đấy. Các con ạ, bài tập đầu tiên của chúng ta cũng nhắc đến những người phụ nữ tài ba vừa rồi đấy. Chúng mình hãy cùng lắng nghe cô đọc yêu cầu của bài nhé. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây? Vì sao? Bác Hồ nói, non sông Gấm Vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên. Tiếp nối truyền thống của hai bà Trưng và bà Triệu, ngày nay phụ nữ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng năm 1985, Huân chương Độc lập hạng 3 năm 1997, Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998, Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2000. Theo những người phụ nữ xuất sắc nhất. Để làm tốt bài tập này, chúng ta cần lưu ý. Trước khi làm bài, chúng ta sẽ cùng xác định các cụm từ được in nghiêng ở trong bài, đó là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương sao vàng, huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất. Và bây giờ, các con hãy kết hợp với những hiểu biết của bản thân cùng với những kiến thức mà cô đã dạy từ buổi trước để làm bài này. Và bây giờ các con hãy bấm nút dừng màn hình để làm trước khi đối chiếu với đáp án của cô nhé. Mời các bạn làm tiếp để làm bài bắt đầu. Các con đã có câu trả lời chưa? Cô hy vọng bạn nào cũng viết đúng và làm đúng bài tập này. Và bây giờ chúng ta hãy đối chiếu với đáp án của cô nào. Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương sao vàng, huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất. Cô tin rằng có rất nhiều bạn đã làm đúng và còn hiểu được tại sao mình cần phải viết hoa những chữ đó. Vậy theo các con, vì sao chúng mình cần phải viết hoa những chữ như là anh, huân, lao, lực, sao, độc, ba, nhất? Các con thân mến, anh hùng lao động do hai bộ phận
anh hùng và lao động tạo nên. Cho nên chúng ta cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Tên của các huân chương chỉ gồm hai bộ phận cấu tạo là từ huân chương và từ chỉ loại huân chương ấy. Những cụm từ xác định hạng huân chương không nằm trong cụm từ tên chỉ huân chương nên chúng ta không viết hoa từ hạng mà chỉ viết hoa từ chỉ hạng huân chương. Ví dụ hạng ba chúng mình sẽ viết hoa chữ ba, hạng nhất chúng ta viết hoa chữ nhất. Vậy là qua bài tập này chúng ta biết được rằng tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Bài tập này chúng ta đã nhớ lại cách viết hoa của huân chương, danh hiệu và giải thưởng. Chúng mình hãy cùng đến với bài tập cuối cùng. Bài tập 3 sẽ giúp các con tìm hiểu thêm về ba loại huân chương sao vàng, huân chương quân công và huân chương lao động. Bài tập này yêu cầu các con tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. Và cô nghĩ rằng trong gia đình của các con có rất nhiều người đã từng tham gia bộ đội, có rất nhiều người am hiểu về những huân chương. Và các con hãy huy động những kiến thức từ người thân hoặc trên Google để làm bài tập này nhé. Mời các con thời gian 3 phút bắt đầu. Nào, cô trò mình hãy cùng đồng chiều với đáp án trên màn hình nhé. Huân chương sao vàng chính là huân chương cao quý nhất của nước ta. Huân chương lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng an ninh. Và cuối cùng, huân chương quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã có câu trả lời chính xác. Và tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô tin rằng các con đã nắm được đầy đủ những mục tiêu đề ra từ đầu bài học. Các con có những vướng mắc gì, đừng quên nhắn tin vào phần bình luận ngay dưới video này. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những video lần sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.